Rồi rồi đây qua nào. Rồi rồi cũng đây mấy thợ với lại mấy cậu lồng sắm rồi lại làm cho cha. Đăng lên mạng là tôi thấy hai cái giò là giống con Hoàng Anh. Tôi mới điện anh vợ của nó à, nghe em ngu thôi tôi. Hai ha. Hả? Lần hai hay không? Hai. Đăng con của Hoàng Anh á mà. Ở thì đăng cho lúc hai. Chàng còn sống. Lúc chàng còn sống cha muốn là khi mắc à. Khi mắc à. Để cha. Trời đất ơi. Hàng chiến quán nó lên em chơi nó lên được hay chứ gì? Đây mình để cha xuống nằm ở đây. Mấy ngày nay quá trời. Đâu có hoài vậy mẹ nó đang chở hả, kêu đang chở chở đá chở đóng không? Dạ dạ rồi 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 rồi. Rồi, 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 à, nó tới mùng 4 thì mình lấy gì sao rồi. Dạ. Hôm nay là ngày bữa mùng 1 Tết luôn, cho hai sướng quá. Lúc 8 giờ 20 sáng. Đây người ta đem quan tài rồi. Để chiều nay 3 giờ sẵn cho. Nặng dần tay bà chỉnh ra đi khách thôi anh ơi, giờ giờ xe cho nhà khách thôi, vô cái bàn ghế thì vô không làm gì hết. Dạ. Đang ngủ phòng 3. Phòng 3 2 giờ. Thì là tôi bắt cho em làm giờ mẹ để ở chung với nhà xuống đây suốt. Ừ.
Đây là cái bàn, các bạn đó để có không? Bàn để thờ. Dạ, giờ điện rồi mà chưa đem tơ vô tới anh ba. Dạ. Tại vì bữa nay mùng 1 cho nên cũng hơi lâu, hơi khó chút. Thì đúng rồi. Dạ. Thì mình phải, nó phải thông cảm mình không cảm nó. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Chỉ làm ăn đó. Ngày mấy em biết không? Ngày 5 rồi. Con 2. Ngày 5 đi. 92. Mẹ đang đi tên không? Ừ. À, tên cha con. Ông dưới này rồi. Đi không? Mất bé vợ đây rồi. Con xé này. Để cho về tay dưới nhà. Đó, tới đây dạ. Lâu ra. Tầm như là giết rồi nhiều quá. Thì cái bản cáo khó. Chị qua luôn. Chị cha con chị qua hết. Hôm qua Cái gáo có xài nữa không? Dạ dạ.
chuyển động xong mình khóc mệt lắm. Rồi con có ăn té ra nè, có bị gì không? Cắt da trên xương nha. Quá nó chạy ra ngoài hết trơn nha. Em hơn nay mình có mướn được mấy ông thợ với mấy cậu vương gạch chung với cha nên là làm phụ. Như mấy đứa em cũng hai xuống. Giờ mấy em thợ ăn cơm xong mình làm tiếp. Đúng rồi, nó làm cũng vậy chứ. Ừ. À, à, có chạy đưa. Ừ. Lúc nào cũng có chứ. Cái này bắp này của chạy hàng người ta cho để mình nấu ăn. Ủa bắp này bắp nếp hả, bắp Mỹ sao? Bắp vàng á hả? Con tưởng nào bắp trắng chứ. Con nói vậy đó, con cháu nó nhiều khỏi Phật nha. Mà phù hộ nhà ông cửa. Nói con cháu. Rồi chị Năm, bây giờ chị Năm nói nha, con cứ ra đi ra theo Phật tâm hẳn nha. Má rồi có anh chị lo hết, con đừng có lo nữa nha. Cứ ra đi theo Phật yên tâm. Nó lẽ cũng chết mấy đứa đúng rồi chứ, nó chết gì trời. Dìa Phật nha, dìa Phật nha kinh. Đó, thầy hiểu không? Biết rồi đó.
Thôi mời anh lên. Đốt đốt lại cái cây đèn cày cắm kế bên đó. Thank you.
đây rồi luôn. Chung lại chai dù đi con. Dạ cái sống mũi nè. Dạ dạ nè. Giọng nghe tại chú nè. Ok. Rồi. Vô đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ba cây rồi mới có ba cây, đúng rồi.
kêu ai ai dọn mâm cúng đất đai, chừng cúng đất đai với ông bà. Dạ dạ. Dũng Sáu ơi. Kêu Dũng Sáu làm giùm phần đó đi. Vợ mời chú. 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 Vợ mời chú.
Dương đi tỉnh này đi xoay tam thiên đánh con bác đức lợi nhân duyên pháp giới quảng thân duyên địa tội tiếu kiến quả diện quá hồng viên nam mô thanh lương địa bồ tát nam mô thanh lương địa bồ tát nam mô bồ tát nam mô đại bi hội hữu phật bồ tát nam mô đại bi hội hữu phật bồ cứu đại bi liên hữu liên nhãn như hoại đại bi tâm đà la ni nam mô hát gia đá ba đa la dạ gia nam mô vị gia hòa lô cứu ni thú bố tích gia bồ đề đá đỏ bà gia ma đá đỏ bà gia ma ca lô ni gia gia án đá bà gia hòa vệ số đá ma đá đỏ nam mô bố kiến được bỏ ni mô la vị gia hòa lô kiết thế nước bà nước bá gia gia bồ đề đá đỏ bà gia ma đá đỏ bà gia ma ca lô ni gia gia án đá bà gia hòa vệ số đá ma đá đỏ nam mô bố kiến được bỏ ni mô la vị gia hòa lô kiết thế nước bà gia Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiền tốt hơn, tiền cho bố nước lên ông, trần văn sáng nước dị hương lên, nguyên yên Phật, nguyên yên Pháp, nguyên yên Tăng Pháp, nhân năng phúc lợi, hướng như bàn đề, toàn bộ đoàn báo lá phong lai sanh thành vạn dưỡng, hương quân, ta tư thờ đệ tử phúc phục đại thừa pháp bảo công đức hộ hướng cho nhân dân tổ ông được thọ bài thọ thần tổ mãn phước bố thí sanh Hàn Quốc đệ tử cầu nguyện cho nhân dân sư ông sớm được tiêu diêu trên thế giới thái đàn bảo niết đài cầu an cho người thế lê thị hòa con trai trần thánh sa trần thanh quân sở quyền phá nghị hồng tôn tội tôn trần tội tác thân được tăng phú tăng thọ tăng bồ đề tăng tăng trưởng Thank you.
Ông hoa gia chủ thứ ba thánh Di Lạc Tôn Phật à thí văn thù chung đợi Bồ Tát à Bồ Huyền Bồ Tát Bồ Tát Chư Tôn Bồ Tát Sơn Ngọc Thượng Phật Bồ Ta. Tam đà lễ ba mô tây phương cực lạc thế giới đại từ nay đi tiếp dẫn hướng đến A Di Đà Phật. Đại bi quan thế âm bồ tát đại thế chí bồ tát đại nguyện địa tạng vương bồ tát thanh tịnh đại hải chúng bồ tát. Bồ Tát Ma
kêu là Di Đà, những ai đang nói pháp thì tao ban nghiêm tha lời Phật ở đó, vì sao tên là Cực Lạc thì chúng sanh trong cõi đó không có đi những sự khổ chỉ ngờ. Nên nước đó tên là Cực Lạc, xa lời Phật lại trong cõi Cực Lạc, có phải từng bao lớn phải từng thành đưa đây từng ngàn cây gì bằng buông chết bao bao bọc đắp còn gì thêm. Ta Cực Lạc xa lời Phật lại trong cõi Cực Lạc, có áo bàn tay chân cao trong nào đầy dậy nước đủ sáng cao đức đáy ao phần dùng các quan tay làm đất vàng ta chú ly ba lê hiệp thành những thiền đồi. Thơ thiền đường có lòng ta cũng điều nghiêm sức bằng hoàng ta chú ly hơi thơ từ sức trong bà não trong mà có hoa sen lớn như bánh xe hoa sắc xanh thờ ánh sáng xanh. Ánh sáng và hoa sắc ở thời ánh sáng và hoa sắc ánh trò ánh sáng chắc màu nhiên cơm to trong thành xa lời đất coi nước Cực Lạc thành tu trong đức trang nghiêm vừa ngay xa lời mất. Ở nước của Đức Phật có thương nơi nhẹp trời đất bình quan rồng này tiên sao thời hứa hoa trời mang đà lai chúng ta trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm điều lễ đại hoan. Nghe tiếng chim đó diễn bay Bồ Đề Phật giác thanh đạo Phật chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim trong đại diện Phật niệm pháp niệm tăng xa lợi Phật ông chân cho rằng giọng chim đó thiệt là thơ tội tao sanh ra vì sao vì thơ của Đức Phật ta. Ba đường vô xa lợi Phật cõi của Đức Phật có tên gì nữa còn không có hướng gì đây có sự thật. Nhân tiên đó là do Phật Hai Di Đà muốn là có thiên pháp được tuyên ngu và biến hóa làm ra đây thôi. Phật trong thời như cửa lưu Phật hơi gió nhẹ thổi động các hàng cây bao và động mạnh đuôi bao là hai bên xây dòng ba kiếp phù sanh tổ tăng mấy năm hỏi tiền của cha hay sướng.